Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Như vậy là đã có chính sách bán hàng đầu tháng 10 dành cho mẫu xe Hyundai i10 Về cơ bản chính sách vẫn vậy, không có gì thay đổi so với tháng 9 vừa rồi Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật lại giá bán, giá xe lăn bánh và chính sách trả góp cho các phiên bản Hyundai i10 Để anh em nào đang có nhu cầu mua xe có thêm những thông tin để tham khảo và cân đối tài chính Mời anh em cùng xem video Em xin phép điểm qua đôi chút về những thông tin cơ bản của mẫu xe Hyundai i10 để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này cũng có thể nắm được. Hyundai i10 là mẫu xe nằm trong phân khúc xe hạng A trong một tầm tiền từ hơn 300 cho đến 400 triệu tùy từng phiên bản. i10 có hai kiểu dáng để anh em lựa chọn, đó là kiểu dáng hatchback hay còn được gọi là bản một đầu và kiểu dáng sedan hay còn được gọi là bản hai đầu. Và mỗi kiểu dáng thì sẽ có ba phiên bản để anh em lựa chọn, trong đó có hai phiên bản số tự động và một phiên bản là số sàn cụ thể các phiên bản như sau đối với kiểu dáng hatchback phiên bản cao cấp nhất đó là i11.2 at hatchback bản đủ phiên bản thứ hai đó là i11.2 at hatchback bản tiêu chuẩn phiên bản thứ ba đó là i11.2 mt base số sàn bản tiêu chuẩn kiểu dáng sedan phiên bản cao cấp nhất đó là i11.2 at sedan bản đủ phiên bản thứ hai đó là i11.2 at sedan bản tiêu chuẩn và phiên bản thứ ba đó là i11.2 mt sedan base số sàn bản tiêu chuẩn hai đầu chính sách bán hàng của hyundai không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và bên em có hai cơ sở một cơ sở ở hà nội và một cơ sở thành phố hồ chí minh hỗ trợ anh em anh em cảm thấy giá bán trên video phù hợp thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em cam kết với anh em tất cả mọi thông tin trên video sẽ là những thông tin chuẩn khi mà anh em liên hệ và anh em lưu ý cũng sẽ tùy từng thời điểm có những cái thời điểm mà khi em làm video thì hiện tại đang giá này nhưng mà chỉ khoảng 4 năm ngày sau có thể là giá đã thay đổi rồi mà anh em chưa kịp cập nhật video lúc đó thì anh em có nhu cầu anh em liên hệ với nhân viên bên em bên em sẽ cập nhật cái chính sách thời điểm đó cho anh em Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Anh em nào mua trả thẳng thì hiện tại vẫn đang được ưu đãi, được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ từ nhà máy. Anh em nào mua trả góp thì anh em được lãi suất ưu đãi khoảng 0,6% trên một tháng trong năm đầu và trên thị trường hầu như là với cái tầm tiền phân khúc A các hãng khác thì mức lãi suất cao nhiều khi mà anh em mua trả góp. Chính vì vậy anh em nào mua trả góp thì anh em nên tham khảo trước i10 với cái mức lãi suất hiện tại là cực kỳ ưu đãi và cụ thể chính sách bán hàng áp dụng cho từng phiên bản i10 như thế nào mời anh em cùng xem tiếp video mời anh em cùng đến với kiểu dáng hatchback phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là i10 1.2 at hatchback số tự động bản đủ một đầu giá bán tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở hà nội giá bán cho anh em bây giờ là 403 triệu tặng kèm anh em thảm đế chân nước hoa bọc vô năng da và đốt cốp tại cơ sở thành phố hồ chí minh giá bán cho anh em là 420 triệu tặng kèm anh em gián kính cam hành trình Trải sàn, thảm để chân, bọc vô lăng, áo chùm xe, nước hoa, bình chữa cháy. Anh em lưu ý, anh em mua trả thẳng thì vẫn được tặng bảo hiểm thất vỏ. Với giá bán nguyên xe như trên, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 451 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12 thuế là 431 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10 thuế là 427 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 463 triệu anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 444 triệu. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ban đầu là 15% giá trị xe kèm với tiền chi phí đi đăng ký. Như vậy thì anh em sẽ vay được ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe. Cụ thể anh em sẽ cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 108 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 89 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 84 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 106 triệu. Anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 87 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất bỏ năm đầu sẽ trị giá là 5,2 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 342 triệu. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, anh em vay được tối đa là 357 triệu với gói vay 342 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 5,6 triệu trong đó thì gốc chia đều là 3,5 triệu trong 8 năm lãi sau tháng đầu tiên là 2,1 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> phiên bản thứ hai cho kiểu dáng một đầu đó là im 11.2 ATH bách bản tiêu chuẩn giá bán tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở Hà Nội giá bán là 385 triệu cũng vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện như trên màn hình tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 395 triệu cũng tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình cho cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và anh em vẫn được tặng bảo hiểm thất vỏ. Anh em lưu ý i11.2 ath bách bản tiêu chuẩn không có nhiều xe và theo quan điểm cá nhân của em, anh em nào lựa chọn chiếc i11.2 ath bách bản tiêu chuẩn thì theo em anh em nên cố thêm khoảng 10 15 triệu anh em lấy chiếc i11.2 ath bách bản đủ vì không đáng bao nhiêu tiền khi mà anh em lên được bản đủ. Anh em nhìn cái option xe thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Anh em nào mà cần cái bảng kê giá xe lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp, anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em hoặc kết bạn Zalo, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em và em xin phép không tính chi phí lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp của phiên bản này. Và phiên bản cuối cùng cho kiểu dáng một đầu đó là i 11 2 MT Base, số sàn bản tiêu chuẩn một đầu. Giá bán tại hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội giá bán là 343 triệu. Vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện như hai bản i10 em vừa mới giới thiệu tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 350 triệu cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình với giá bán nguyên xe như trên giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đặt tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 386 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 367 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 363 triệu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 390 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 370 triệu Đối với những anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 95 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 75 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 72 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 92 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 73 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu trị giá là 4,4 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể, tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 291 triệu, tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 297 triệu. Với gói vay 291 triệu trong 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 4,7 triệu, trong đó gốc chia đều là 3 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 1,7 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần, dần. Đến với kiểu dáng sedan hay còn được gọi là kiểu dáng hai đầu phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là i 11 2 AT Sedan bản đủ giá bán tại hai cơ sở bên em như sau: tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 425 triệu, vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản hát bách, anh em có thể xem trên màn hình. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 440 triệu, cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và anh em nào mua trả thẳng thì anh em vẫn được tặng bảo hiểm thân vỏ. Với giá bán nguyên xe như trên, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 474 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 454 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 450 triệu Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 484 triệu Và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 465 triệu Những anh em đang có nhu cầu mua trả góp Anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau Căn cứ từ giá xe lăn bánh em vừa mới tính cho anh em như trên Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 113 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 93 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 89 triệu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 110 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 91 triệu bảo hiểm thân vỏ thì năm đầu anh em bắt buộc phải mua rồi và trị giá là 5,5 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa cụ thể cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 361 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 374 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 5,9 triệu trong đó thì gốc chia đều là 3,7 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 2,2 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. <laughs> Tiếp theo mà anh em cùng đến với phiên bản thứ hai cho kiểu dáng sedan, đó là i11.2 AT sedan bản tiêu chuẩn, giá bán tại hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội giá bán là 410 triệu, vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện như các bản i10 em vừa mới giới thiệu. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 415 triệu. Cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và anh em mua chặt hàng cũng vẫn sẽ được tặng bảo hiểm thân vỏ phiên bản này tương đối ít xe và cũng không được nhiều anh em lựa chọn và cũng theo quan điểm cá nhân của em anh em nào lựa chọn phiên bản này thì anh em nên cố lấy i10 at bản đủ sedan hoặc anh em có thể là lấy chiếc i10 1.2 at hatchback bản đủ rất phù hợp và em cũng xin phép không tính giá xe đan bánh cũng như là những thông tin trả góp anh em nào mà vẫn có nhu cầu lấy chiếc i10 sedan at bản tiêu chuẩn và theo sở thích và nhu cầu của mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em hoặc kết bạn zalo bên em sẽ gửi cái bảng kê lăn bánh để em tham khảo và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em đó là i 11 2 mt sedan bay số sàn bản tiêu chuẩn hai đầu giá bán tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở hà nội giá bán cho anh em là 355 triệu vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện như trên màn hình tại cơ sở thành phố hồ chí minh giá bán cho anh em là 365 triệu cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và phiên bản này em cũng xin phép không tính giá xe lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp anh em nào thực sự quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em bên em sẽ gửi bảng kê qua zalo cho anh, cá nhân từng anh em để anh em tham khảo và trên thị trường anh em nào mà đang lựa chọn chiếc i10 sedan mt base với cái tầm tiền từ khoảng ba trăm rưỡi anh em có thể tham khảo thêm chiếc Mitsubishi Astra bản MT số sàn Astra là một mẫu xe nằm trong phân khúc xe hạng B nhưng giá bán hiện tại đang rẻ hơn so với chiếc i10 sedan MT 2 đầu này có điều Astra là xe nhập khẩu nên anh em không được hỗ trợ thuế Chính Vì thế, giá xe lăn bánh của Astra và i10 sedan MT base có thể là tương đương nhau. Anh em có thể là tham khảo thêm. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản i10 tại thời điểm đầu năm 10. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.